tâm tất phúc của Hà Nội, Ngậm Trần Đức Tiến của Nghệ An. Trọng tài bàn Nguyễn Duy Dũng, trọng tài thảm Nguyễn Văn Thanh, trọng tài viên Thông Hồng. Các trọng tài chuẩn bị tiếp tiếp bắt đầu. Thông báo thi đấu đến hết trận 30 buổi sáng hôm nay, các đoàn bóng đá điểm một đỏ 7 điểm xanh không. Điểm hai. Thank you.
Lại điểm tiến không? Lại điểm không? Không thể đi. Đến chạy. Bảo dây trên này, bảo dây rồi. Số điểm 80 vận động viên trang phục đỏ Hà Nội. Hắc Bộ.